Và sau cùng kính mời quý khán thính giả theo dõi phần mạn đàm của Bạch Cúc về gương can đảm của một cô gái Pakistan. Kính thưa quý khán thính giả, hôm nay Bạch Cúc xin mạn đàm với quý vị về lòng dũng cảm và ý chí của Malala Yousafzai. Ngày 9 tháng 10 năm 2012, một cô gái 15 tuổi khi đang đi xe bus đến trường đã bị một toán Taliban chặn lại và một tên đã dùng súng bắn vào đầu cô. Hai cô gái khác cũng bị trúng đạn. Lý do là cô đã liên tục lên tiếng đòi quyền đi học cho nữ giới là điều mà Taliban và nhóm Hồi giáo quá khích, nghiêm cấm. Người con gái trẻ tuổi đó là Malala Yousafzai. Vụ ám sát đã biến cô bé trở thành biểu tượng toàn cầu. Cả đất nước Pakistan phẫn nộ. Ngày 12 tháng 10 năm 2012, người dân cả nước Pakistan đã cầu nguyện cho Malala. Làn sóng cầu nguyện cũng lan sang Afghanistan và các nước Hồi giáo khác. Chính phủ Hoa Kỳ, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đều lên án hành vi tàn bạo của Taliban. Cô Malala sinh ngày 12 tháng 7 năm 1997 tại thị xã Mingora, huyện Swat, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. Cô thuộc một gia đình nghèo, có hai người em trai và cha cô là một nhà giáo trong tỉnh. Đầu năm 2009, lúc cô 11 tuổi, Malala đã viết trong blog của đài BBC về chi tiết cuộc sống của cô dưới chế độ Taliban, nhất là việc kiểm soát và giới hạn sự học vấn của nữ giới. Sau cuộc tấn công, cô bị bất tỉnh, trong tình trạng nguy kịch. May mắn cho cô, trong thời gian đó, đang có một toán y tế của Anh tới giúp Pakistan và họ đã cấp cứu cho đến ngày 15 tháng 10. Cô đã được chuyển sang nước Anh để điều trị tại bệnh viện lớn của Anh Quốc. Sau khi phục hồi sức khỏe, Malala đã tham gia nhiều cuộc phỏng vấn trên các đài truyền hình và báo chí và được hãng New York Times sản xuất một cuộn phim tài liệu để quay về cuộc sống của cô khi quân đội Pakistan can thiệp và dẫn đến cuộc chiến Swat. Cô bắt đầu nổi tiếng khắp thế giới. Trong một cuộc phỏng vấn dài đầu tiên với Malala sau vụ tấn công, cô nói với đài BBC rằng sự thảo luận với phe Taliban là cần thiết để có hòa bình và cách tốt nhất để giải quyết vấn đề về sự đấu tranh. Cô đã lên tiếng bằng giết người, tra tấn và đánh đập người dân là hoàn toàn đi ngược lại với đạo Hồi. Họ đang làm sai danh nghĩa đạo Hồi. Có lần cô đã phát biểu trước Liên Hiệp Quốc hồi tháng 7. Cô mong muốn sẽ trở lại Pakistan và đi vào con đường chính trị. Cô nói, tôi sẽ trở thành một chính trị gia trong tương lai. Tôi muốn thay đổi tương lai của đất nước mình và tôi muốn làm sao để giáo dục phải trở thành bắt buộc. Trong buổi nói chuyện với Liên Hiệp Quốc ngày 12 tháng 7 năm 2013, cô Malala trình bày những cảm nghĩ của mình rằng tôi đứng đây, một người trong nhiều người. Tôi nói, không phải cho bản thân, mà cho tất cả những bé gái và bé trai khác. Tôi nâng giọng không phải vì muốn hét lên, mà vì để cho những người không có tiếng nói được lắng nghe. Cho những ai đã đấu tranh cho quyền lợi của mình, quyền được sống trong hòa bình, quyền được đối xử bằng danh dự, quyền được bình đẳng, quyền được giáo dục. Chúng ta nhận ra sự quan trọng của ánh sáng khi đối mặt với bóng tối. Chúng ta nhận ra sự quan trọng của tiếng nói khi chúng ta bị buộc phải im lặng. Ngoài bút mạnh hơn lưỡi kiếm, quả là câu nói chân chính. Những kẻ cực đoan thường khiếp sợ trước những cuốn sách và ngoài bút. Họ đã và đang sợ sự thay đổi. Họ sợ sự bình đẳng mà chúng ta sẽ đem đến cho xã hội. Malala nói rằng cô sẽ duy trì những nét văn hóa riêng
bởi cô là người Pakistan. Malala cũng cảm ơn chính phủ Anh đã tạo điều kiện để cô có thể được đi học, được đấu tranh vì một thế giới bình đẳng cho phụ nữ ở các quốc gia Hồi giáo. Cô lên án sự cai trị hà khắc của Taliban và đề nghị phụ nữ có những quyền bình đẳng như nam giới. Ngày 17 tháng 10 tới đây, Malala được mời đến cung điện Buckingham do nữ hoàng Anh nhờ sự dũng cảm dám đứng lên đấu tranh của cô vì quyền lợi của người phụ nữ. Trong tuần qua, cô đã được đề cử lãnh giải Nobel Hòa bình. Trả lời câu hỏi về sự đề cử giải thưởng Nobel Hòa bình, Malala nói rằng trở thành một trong những ứng cử viên cho giải thưởng Nobel danh giá đã là một sự khích lệ đối với tôi. Trong một show mới đây, The Daily Show với Jon Stewart, khi được hỏi cô sẽ phản ứng thế nào nếu bị Taliban tấn công lần nữa, cô đã trả lời, tôi sẽ nói với anh ta rằng, giáo dục quan trọng như thế nào và chính tôi cũng muốn con cái anh được hưởng giáo dục. Đây là điều tôi muốn nói với anh. Bây giờ anh muốn làm gì thì cứ làm. Câu trả lời của cô bé đã làm cho Jon Stewart sững sờ không nói nên lời. Được biết ngày hôm nay, ngày 11 tháng 10, Malala đang có mặt tại thủ đô Hoa Thịnh Độ. Malala Yousafzai, tên em đã đi vào lịch sử, tranh đấu cho quyền tự do giáo dục cho các trẻ em gái, cũng như những quyền bình đẳng khác mà nhiều nước vẫn chưa thực sự trao lại cho phụ nữ. Cả thế giới đã gọi tên em là vị sứ giả của lương tâm nhân loại. Kính thưa quý vị, chương trình Mạng Đàm với Bạch Cúc hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. Bạch Cúc thân ái chào tạm biệt và xin hẹn với quý vị trong chương trình kỳ tới. Kính thưa quý vị, đến đây chương trình phát hành của bản tin qua tình đồn xin được chấm dứt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính chúc quý vị những giờ phút còn lại của ngày hôm nay và những ngày cuối tuần thật an bình và hạnh phúc bên người thân và bạn hữu. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ phát hành lần tới.